Mặc dù chỉ xảy ra trong ít phút, thế nhưng cơn mưa dông này đã khiến cây cối nhiều khu vực bị gãy đổ, bật gốc. Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có một cây phượng vĩ đường kính từ 40 đến 50 cm bất ngờ đổ trúng xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và lực lượng chức năng cũng đã có mặt để dọn dẹp hiện trường, bảo đảm giao thông tại khu vực này. Còn tại khu vực nút giao phố Hàng Cá, Chả Cá, quận Hoàn Kiếm, một cây xanh bị đổ đã đè trúng xe điện, khiến một người bị thương.